Phương Anh, em đang rảnh đúng không? Làm giúp chị bản báo cáo này nhá. Nhưng mà chị ơi, em không biết làm cái này đâu. Không sao, để chị chỉ em. Nhưng mà em tưởng cái này là việc của chị mà. Sao chị lại bắt em làm? Ừ, đúng là việc của chị. Nhưng anh Hải có bảo chị kèm cặp em vì em mới vào, nên tranh thủ lúc em đang rảnh thì chị chỉ em luôn. Thôi chị ơi, em không cần học đâu, chị cứ làm đi ạ. Dù sao thì sau này em vẫn phải làm mà. Tranh thủ lúc rảnh chưa nhiều việc thì em cứ học đi, nhỡ sau này cần đến, không biết làm thì khó lắm đấy. Có gì em bảo anh Hải dạy em sau được mà. Nếu em không muốn học thì thôi vậy, chị cũng không ép. Nhưng đã vào đây làm việc thì cố gắng hòa đồng với mọi người nhá. Có gì chị em giúp đỡ nhau trong công việc. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Thôi, em làm việc của em đi. Dạ. Cứ làm thì có ý tốt lắm ý. Định ma cũ bắt nạt ma mới chứ gì. Muốn dạy cho tôi á. Xin lỗi, cô chẳng đủ tuổi đâu. Em chào anh Hải ạ. Phương Anh à, sao em lại ở đây? Dạ, hôm nay là sinh nhật của anh. Em có món quà muốn tặng anh ạ. Em để anh đi công ty rồi tặng anh cũng được mà. Lại phải đến tận đây, vất vả cho em quá. Có gì đâu mà vất vả anh. Em tặng quà cho anh là em cũng vui rồi. Anh nhận cho em vui ạ. Thế thì anh xin nhá. Em là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho anh đấy. Thế ạ? Thế thì may mắn cho em quá. Dù sao anh cũng cảm ơn em nhá. Dạ không có gì đâu ạ. À, em đến đây bằng gì đấy? Dạ lúc nãy em bắt xe đến. Thế tiện thể đi lên công ty cùng anh luôn. À, như thế em có làm phiền anh không ạ? Có gì đâu mà phiền. Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh ạ. Đợi anh lát, anh vào lấy xe. Vâng. Ồ, chị Ngọc Anh đến sớm nhở? Ừ, hôm nay chị hơi nhiều việc nên đến sớm làm cho xong. Bảo sao anh Hải hay khen chị thế? Đúng là nhân viên gương mẫu có khác. Chị chỉ cố để hoàn thành công việc của mình thôi, chưa đến mức là nhân viên gương mẫu đâu. Thôi, chị không cần phải giả vờ nữa. Được khen lại còn chả sướng quá. Ừ, chị cảm ơn em nhá. Gớm, làm ghê chết. Sao hôm nay mày về muộn thế? Đi chơi với anh nào à? Làm gì có anh nào. Tao ở công ty làm xong việc mới về đây. Sáng thì đi rõ sớm, tối thì phải về muộn. Tao thấy mày dở hơi quá đấy. Công việc hôm nay không làm xong thì để mai làm. Cứ cố làm gì cho mệt cái thân ra. Biết là mệt rồi, nhưng việc của mình không làm thì ai làm cho chứ. Công ty tao đợt này cũng nhiều việc, mà sắp tới lại còn ký kết hợp đồng với ABA nữa. Tao mà không cố, không ký được hợp đồng này thì toang đấy. Mày cứ làm như công ty của mày không bằng ấy. Mày không ký được thì thôi, có phải lỗi của mình mày đâu. Mà mày ký được hợp đồng lớn, xong cũng có thưởng cho mày cái gì không? Hay lại khen mày vài câu như lần trước rồi thôi. Thì biết làm thế nào bây giờ. Thôi kệ đi, tao tin là tao mà cố gắng thì sau này sẽ được đền đáp xứng đáng. Tao cũng mong cho mày được như thế. Chứ cái cảnh đi sớm về khuya, ốm người ra. Mà dạo này tao thấy mày gầy đi đấy. Cảm ơn mày. Cảm ơn cái gì? Thì cảm ơn vì lúc nào mày cũng quan tâm đến tao. Kể ra, tao mà không có mày ở cùng, chắc tao stress chết mất. Ôi giời, lắm chuyện, lại còn bày đặt cảm ơn nữa. Thôi, đi tắm đi, tao xuống bếp dọn cơm. Ok. Trường Phong ạ, em gửi em bản kế hoạch. Ừ. Dự án lần này của công ty mình rất lớn, nên đối tác cần được ưu tiên phải là tập đoàn ABA. Do đó là tập đoàn lớn, nên rất khó để thuyết phục. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Anh tin em và mọi người sẽ làm được thôi. Dạ vâng, em và mọi người cũng đang cố gắng anh ạ. Vậy thì tốt. Vào đi. Em chào anh ạ. Chị Ngọc Anh cũng ở đây ạ. Nếu anh không còn gì dặn dò thì em xin phép ạ. Ừ, em đi làm việc đi. Dạ vâng ạ. Anh ơi, em mời anh uống nước ạ. Vất vả cho em rồi, lần sau không phải làm như vậy đâu. Dạ vất vả gì đâu anh. Em tưởng anh là trưởng phòng thì mọi người phải làm những việc này cho anh từ lâu rồi chứ. Tại mọi người cũng bận nhiều việc, với lại anh cũng chỉ là trưởng phòng thôi, chứ có phải là chủ tịch hay giám đốc gì đâu, nên là cũng không quan tâm đến những chuyện như thế này. Như vậy sao được. Anh là trưởng phòng
cũng như sếp của bọn em rồi. Bọn em phải quan tâm với cả chu đáo với anh hơn chứ. Từ bây giờ, mỗi buổi sáng em sẽ mua nước cho anh nhá. Không cần đâu, làm như vậy phiền cho em lắm. Có gì đâu mà phiền anh, em muốn làm mà, anh cứ để cho em làm đi. Em mà thấy phiền thì em đã không nói thế rồi. Em mới vào mà lại chu đáo quá. Riêng khoản này là mọi người phải hỏi em nhiều đấy. Em không dám ạ. Ở đây các anh chị ai cũng tài giỏi cả. Em còn phải học hỏi nhiều từ các anh chị lắm. Nhất là anh ạ. Em có suy nghĩ ham học hỏi như vậy là hơn rất nhiều người rồi đấy. Cố lên, anh tin là em sẽ làm được. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều. Thôi em xin phép em làm việc đấy ạ. Hình như lúc nãy thấy em mang nước vào cho anh Hải, chị không vui lắm thì phải. Chị thấy bình thường mà, em đừng nghĩ nhiều quá. Em thấy chị cũng cống hiến cho cái công ty nhiều năm rồi, thế mà mãi chả có được một vị trí nào xứng đáng với mình cả. Nếu là người khác ấy, người ta bỏ đi lâu rồi, thế mà chị vẫn kiên trì nuôi hy vọng ở đây. Em cũng phải nể chị thật đấy. Vậy à, chị thì nghĩ đơn giản hơn. Nếu như mình chưa đạt được một vị trí nào đó thì có nghĩa là mình chưa xứng đáng. Và như vậy thì mình phải cố gắng hơn thôi. Em đoán chị Ngọc Anh đang nhắm đến cái chức phó phòng đúng không? Chị chỉ đang làm tốt công việc của chị thôi. Còn những chuyện đấy để công ty quyết định đi. Thế thì em cũng phải nói với chị cái này. Em mới vào làm thôi, nhưng mà em cũng đang nhắm đến cái ghế đấy rồi. Chỉ cần trong dự án tới em ký được hợp đồng với tập đoàn AVA thì chắc chắn cái ghế đấy sẽ thuộc về em. Đến lúc đó chị Ngọc Anh đừng ghen tị với em nhá. Nếu em ký được hợp đồng với tập đoàn AVA thì chứng tỏ năng lực của em rất tốt. Lúc đó em ngồi vào ghế phó phòng thì kể cả chị hay tất cả mọi người đều ủng hộ em thôi. Mọi người sẽ không ghen tị với em đâu. Vậy thì tốt, chị cứ chờ đi, rồi em sẽ ký được. Chúng ta cùng cố gắng thôi. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của cả phòng mình mà. À, mà em quên chưa nói với chị đấy. Anh Hải đang rất ủng hộ em. Có thể em... anh Hải sẽ hỗ trợ em trong việc ký hợp đồng lần này. Em chỉ sợ chị với mọi người đố kỵ em thôi. Em yên tâm đi, tất cả mọi người ở đây làm việc đoàn kết lắm, không ai nhỏ nhen như vậy đâu. Thế à? Thế thì tốt quá rồi. Anh gì ơi, anh ơi, em bị làm sao đây, anh gì ơi. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Anh có món quà nhỏ tặng cho em nhận cho anh vui. Em cảm ơn anh nhá, dạo này sức khỏe của anh đã ổn hơn chưa? Anh cũng đỡ nhiều rồi, cũng may là hôm đấy em gọi cấp cứu kịp thời, không thì hôm nay anh đã không được ngồi đây nói chuyện với em rồi. Hôm đấy gặp anh bị như vậy em cũng hơi sợ, tại vì em chưa bao giờ gặp tình huống như thế. May là anh cũng không sao rồi. Ơn này của em, anh sẽ luôn nhớ. Anh không cần phải làm vậy đâu ạ. Chỉ là trùng hợp em gặp anh trong hoàn cảnh đó nên giúp đỡ một chút thôi. Cũng có thể sau này em sẽ được người khác giúp trong hoàn cảnh như thế. Mình cứ giúp được ai thì giúp, đúng không anh? Em nói rất đúng. Trong cuộc sống đâu ai nói trước được điều gì. Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Thế nên là như em nói đấy, giúp người cũng chính là tự giúp chính mình. Vâng ạ. Ô, hôm nay là ngày gì mà được tặng quà thế chị Ngọc Anh? Bạn chị tặng thôi, cũng không phải là ngày gì cả. À, thế thì chắc là người yêu tặng rồi. Không phải đâu em. Làm gì có bạn nào mà tự nhiên tặng quà. Chỉ có người yêu hoặc là người đang theo đuổi thôi. Thế mà lên công ty cứ làm như mình chưa có người yêu. À, hay là chị định cưa cổng anh Hải? Em đừng nghĩ như thế, chị không phải người như vậy đâu. Ai mà biết được với chị. Ôi, sao lại nhiều tiền thế này? Mình không thể nhận được, phải trả lại anh ấy thôi. Alo, anh Hiếu ạ?
Chiều nay em gặp anh một lúc nhá. Dạ vâng. Em chào anh ạ. Em đi gặp anh có chuyện gì không? Em gửi lại anh cái này ạ. Sao thế? Đây là quà anh cảm ơn em mà. Em cứ giữ đi. Tấm lòng của anh thì em xin nhận, chứ còn cái này thì em không nhận được đâu ạ. Anh cầm lại giúp em. Số tiền này so với việc em cứu anh thì có đáng là bao đâu. Em cứ nhận đi cho anh vui. Dạ thôi à, em không nhận đâu. Anh cảm ơn em là được rồi. Em đã nói như vậy thì anh sẽ nhận lại. Cảm ơn em. Nếu sau này có việc gì cần giúp thì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em hết sức. Mà anh Hiếu làm ở tập đoàn ABA ạ? Em cũng biết tập đoàn anh à? Vâng ạ. Em làm bên công ty BJ. Sắp tới bên công ty em có một dự án hợp tác với bên anh. Nếu có thể anh em mình sẽ làm cùng nhau đấy. Vậy sao? Thế thì trùng hợp thật. Nếu sau này em có sang đàm phán hợp đồng với bên anh thì nhờ anh nói với sếp mấy câu giúp em nhá. Được, anh sẽ nói giúp em. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì, chuyện nhỏ mà. Anh chờ em một lát nhá. Em chào anh. Chào em. Chị Ngọc Anh đến đây làm gì thế? Chị đến đây để gặp bạn thôi. Mà anh Hải với Phương Anh đi đâu thế ạ? Hôm nay anh đưa Phương Anh đến đây để gặp chủ tịch tập đoàn ABA, bàn bạc chuyện hợp tác với công ty mình. Nhưng mà lần trước anh nói là để em đi mà. Thì ai đi cũng như nhau mà em. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích chung của công ty thôi. Nhưng mà dự án lần này là đều do em làm mà anh. Nếu mà em không được đi thì anh cũng phải nói với em một câu chứ ạ. Anh xin lỗi. Tại vì nhiều việc quá cho nên là anh quên. Hôm nay tiện gặp em ở đây rồi thì coi như là anh nói với em rồi nhá. Chị Ngọc Anh đừng có giận em nhá. Em cũng chẳng muốn cướp công của chị đâu. Chẳng qua là em mới vào công ty, em muốn cống hiến cho công ty nhiều hơn thôi ạ. Không sao đâu anh ạ. Chúc hai người đàm phán thành công nhá. Ê, anh đi lên đây trước nhá. Dạ vâng. Họ là đồng nghiệp của em à? Anh ấy là trưởng phòng, còn cô gái kia là đồng nghiệp của em. Họ có vẻ chèn ép em nhỉ? Có gì đâu anh, môi trường công ty mà, như thế là bình thường. Chuyến đi lần này coi như là công cốc rồi. Không biết chủ tịch tập đoàn bên họ sao không muốn gặp mình nhỉ? Chắc là họ bận thôi anh ạ. Thôi, lần sau mình lại đến tiếp. Anh Hiếu, anh qua công ty em làm gì à? Anh sang để ký hợp đồng với công ty em. Ký hợp đồng ấy ạ? Nhưng sao anh phải đích thân sang đây ạ? Vì em đã từng cứu anh. Nếu hôm nay anh có mặt ở đây cũng là điều nên làm mà. Thư ký thế anh? Hôm nay cô sang đây có việc gì vậy? Dạ vâng, giới thiệu với anh Hải. Đây là sếp Hiếu, chủ tịch của tập đoàn ABA ạ. Sếp Hiếu hôm nay muốn sang đây là để ký hợp đồng với công ty anh đó ạ. Ồ thế ạ? Em chào anh. Hôm nay anh đích thân sang đây là vinh dự cho công ty em quá. Mà nhìn anh quen lắm. Hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải ạ. Đây là cái anh mà hôm trước anh em mình gặp ở sảnh tập đoàn ABA, đứng cùng chị Ngọc Anh ấy. Hóa ra là anh ạ. Thì ra anh và Ngọc Anh quen nhau ạ. Tôi là bạn của Ngọc Anh. Lúc đầu tôi cũng không định hợp tác với công ty anh đâu. Nhưng Ngọc Anh đã làm rất tốt. Chính cô ấy đã thuyết phục được tôi. Nên hôm nay tôi sang đây để ký hợp đồng với công ty anh. Dạ vâng ạ. Thế em mời anh lên phòng họp, chúng ta nói chuyện cho tiện ạ. Em đi cùng anh luôn. Dạ vâng ạ. Anh này, tôi bàn công việc không thích đông người cho lắm. Ai không liên quan thì cậu cho ở lại đi. Dạ vâng ạ. Em cứ ở lại đây đi, không phải vào đâu. Nhưng mà em... Không nhưng gì hết, ở lại đây, anh vào họp. Em cảm ơn anh vì đã giúp em ký được hợp đồng này. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nhờ anh mà em đã lên được chức phó phòng. Đây là một bước tiến rất lớn với em đấy ạ. Trước đây em giúp anh, thì bây giờ anh giúp lại em thôi. Với lại anh thấy năng lực của em như vậy, nghe ra phải được thăng chức từ lâu rồi mới phải. Bọn họ quá đáng thật. Trước kia thì thỉnh thoảng em cũng có bất mãn. Nhưng mà bây giờ năng lực của em đã được công nhận rồi. Nên là những cái điều kia em không để ý đâu ạ. Em là một nhân viên xuất sắc. Nếu công ty đấy đối đãi không tốt thì về công ty anh làm. Anh đảm bảo em sẽ có cơ hội phát triển gấp nhiều lần công ty đấy. Cảm ơn anh đã ưu ái em ạ. Chầu này anh để em mời anh nhá. Thế thì anh sẽ không để bụng ăn trưa đâu. Đơn giản mà.